Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì trước mắt mọi người là cái cuộn cước Cod Line Catfish. Thì trước kia có về cái màu xanh á, và hôm nay về thêm cái màu màu tím nha mọi người. Màu tím cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì hôm nay em sẽ đi test thử cái cước này cho người xem luôn. Cái cước Rạng đang cầm là cái size 0 chấm 60 mm, cước số 12 nha mọi người. 12 0.60. Đó, cước Catfish của Cod Line. Đó, còn bên Bosut 3. Đây. Bosut 3 6.000, con máy đang hay đánh nè. Đang xả dây ra hết rồi, xả dây cũ ra. Thì bây giờ sẽ đổi cái cước và đi test thử cái cước cho người xem luôn. Cước đánh bạo lực luôn nha mọi người. Đánh hồ size 0.60 mm luôn. Đó đây, bây giờ sẽ vào cái máy này và đi đánh thử kéo cá hồ dịch vụ với cái cước giá rẻ này thế nào nha mọi người. Một cuộn của nó 500 m, giá chỉ 120.000 thôi. Nói chung giá này cũng mềm, thấy chất lượng thì cũng được á, nhưng mà để test thực tế cho người xem, có thể đánh cá hồ thế nào nha mọi người. Đó đây, thì quay tay phải quen nhưng mà giờ chuyển qua đây hơi bị khó. Rồi ok, bây giờ bắt đầu vào cước cái con Ben Busuk 36.000. Nếu mà con Ben này mà vào cước 60 á thì nó khoảng được 140. Nó khoảng được 100 0.50 nè, 0.4850 thì nó vào được 190 m. Thì mình đánh 60 thì có thể vào được 140 m, 150 m gì đó. Thì cỡ này đánh hồ được rồi nha mọi người. Rồi ok, vào cước thôi. Vào thủ công thôi nha mọi người. Không có máy móc gì hết. Chủ yếu là mình giữ cho cái độ chặt của cước chút xíu là được rồi. Quên lòn qua cái khoen. Đó, cứ cho vào một cây cần. Và cột vào vào bình thường nha mọi người. Mình thường rút lại một vòng thôi, rút một vòng mà thắt câu chó thì một vòng nữa. Cái này ít khi nào mà đánh xuống tới đây lắm nha mọi người. Trăm mấy mét cước vô hồ thì vài chục mét, 40-50 m thì cá nó leo lôi đi nữa thì khoảng 70-80 m thôi, 100 m đổ lại là đánh thả ga. Trăm mấy mét thì khó mà hết. Đó, ok, thì có thể mà dùng khăn cầm ở đây cho nó chắc cước, hoặc là à, thì lấy đôi đũa. Đó, ở đũa chọc vào cái lỗ này, bà chọc mạnh quá nó bung cái nút giữ. Ở đây thế này và cho nó cùng chiều lên đó, và dùng chân kẹp lại thôi, đơn giản nhưng mà. Đó, quan trọng là cái chân ở dưới này nè, chúng ta kẹp cho cái cước nó cứng cứng lại, khi mà vô cước nó vô máy nó dẻ nó chắc. Đây, màu tím cực kỳ đẹp nha mọi người. Cuộn này 500 m vào được 2-3 máy nha.
chắc khoảng hai máy ba máy thì sẽ thiếu. Nếu mà máy vào khoảng 150, đúng không? 150 thì khoảng được 3 máy nha mọi người. Còn máy lớn nữa vào nhiều cước thì không có đủ. Đó, chúng ta bóp thử cái nồi nè, khi nó vào đó, cho nó cứng, cước nó không bị lúng. Đó, vì khi mà chúng ta dính cá lớn đó, nó sẽ lôi, mà mô bin chúng ta cứng nữa, cước nó bị chèn, nó chèn thì nó cứng mô bin lại nha mọi người, nó sẽ nổ cước, mô bin nó không quay được. Còn ta cứ cước nó cứng nè, vào cứng cứng tay là được, nóng nóng chân nha mọi người. Mỗi tay đó cứng rồi, nhưng mà sắp đầy thì chúng ta vào đầy trên một chút xíu nữa được. Ok, vài vòng nữa là xong nha mọi người. Thà nó đầy đầy, nếu mà nó có bung thì chúng ta có thể cắt bỏ được. Còn nếu mà lưng quá thì chúng ta nấu nó khó hơn nha mọi người. Đó, đây. Vào gần đầy luôn nè. Chúng mà cước này nó cũng mềm, cũng không đến nỗi bung nha mọi người. Cước cứng thì nó hay bung chứ. Cước này cũng không đến nổi. Rồi ok. Đó, cước này mà quánh ra nhìn rất là đẹp, ra ánh nắng mọi người. Màu tím nè, khi mà ra ánh nắng nữa. Cái màu nó nổi, nó sáng lên nhìn rất là đẹp luôn. Đó, mà khi ánh sáng gọi vào nè, mở lát mọi người coi thử nè, đó cái màu nó dạ lên khi chúng ta ra nắng chúng ta quýnh á, cái màu rất là đẹp luôn. Nếu vào đầy cỡ này thì khoảng 150 mét nha người. Con ben này nè, cái dòng ben này cái nó chứa cước cũng rất là nhiều á. Đây vào gần đầy luôn. Rồi ok, mọi người đợi clip sau sẽ có clip test cái cước này cho người xem với con máy Ben Busuu 6000 này luôn. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo của clip này. Bán lên thôi. Rồi rồi, mất phao, mất phao. Rồi, cá ăn phao nha, bò lên đó. Bò anh ơi. Bò rồi đó. Bò chụp đi rồi đó. Bò chụp đi rồi đó. Cá ăn phao nha. Bò đó. Má đúng là lỗ này luôn á. Nó xuống đây mã luôn rồi đó. Ôi bò xuống lấy gầu mã rồi đó. Xuống gầu mã luôn rồi. Xong rồi đổ mã. Rồi rồi cái này. Sao nãy anh không đóng cho nó mấy cái rồi quay đầu lại. Thank you.
Rồi xong rồi, xong rồi. Thôi rồi. Ông cua luôn không? Xuống Gò Mã là ông cua rồi, đứt cho là xong rồi. Tới dưới luôn rồi đó. Múc cái góc bển luôn rồi. Qua không rồi. Qua rồi, qua xa rồi. Tới mà ông cuối luôn rồi đó. Được rồi, bắt. Không đâu, nó chạy mà. Nó còn chạy mà sao nãy nó đóng mấy cái nó giật mòn mòn. Nó sẽ chừ, đi ơi, chụp một mà dưới đó, đó là trả thợ á. Thôi đúng. Bò lắm rồi. Chiều nãy giờ. Cong lưng luôn á. Mệt thiệt. Ống ống á. Nghe ngã ba. Có dướng nha. Dướng rồi á. Máng nhà phao quanh rồi đó, xả pin cho anh Bắc ơi. Này một cái phao. Mình bắt chừng nào vô. Cứ quay. Chừng nào xong mới vô. Giờ tới chịu cũng vô. Tự tự. Mình còn cái phao của người ta. Dướng cái phao của anh kia kìa. Mấy cái rồi. Dưới đó à? Phao của mình có người ta. Không ta. Dướng bên kia nữa rồi. Vô đây. Thấy ra bọn cám nha. Bọn cám nha. Bọn cám nha. Quay đi chứ. Thôi để anh làm coi. Về đó, về đó. Về nó chạy mà kéo lôi ngộ. Học tao rồi. Mấy tao mà. Tại sao nó đi qua luôn. Đưa cái đuôi lên kìa. Rồi sắp rồi. Quá sai. Cái gì vậy? Sai rồi. Không phải bò. Nó sống. Có công chị. Dạ đi má. Quá công chị nguy hiểm lắm nè. Sao có vuốt công chị cũng phải đấu dữ vậy hả? Không. Ủa, kéo mình xuống bên đây. Có vuốt công chị vậy? Cá sai, cá sai. Đuôi hả? Ở đây ngồi bánh hai cây coi nè, cái ông Tống ở đây ngồi. Hai cây. Thằng chứ nó chạy quá trời. Phi. Phi. Không mà chẳng hạn. Cá phi luôn. Cá phi ăn đuôi luôn. Cứ cốt lai tím nha mọi người. Hồ cá ăn đuôi vậy. Hồ sai quá. Hổ ký lô cao con phi này. Kéo qua đây ngồi mẹ đi. Chiều chưa kéo qua đây ngồi mẹ đi. Vui hàng chi nó chạy thấy ghê. Chạy qua đây ngồi. Cút em bên đây nè. Há nổi bụng luôn. Em vô. Cha có phải lụm mà không? Sao đem không đem vô đây? Ủa gì hả? Cả xuống lại hả? Cá trắng lớn. Cá trắng ghê kìa. Cá trắng hả? Bò gì mà, cá trắng. Cá trắng. Đó là con á, mẹ đâu. Mẹ bò không? Ủa. Con bò mà. Đó đâu bả. Mẹ con chạy nha. Thôi. Khoa không chạy đâu rồi? Nghe anh Nguyên. Bả đánh giùm cái ai? Đem 5 triệu cho mọi người. Chết khóa kìa. Khóa. Giúp. Cá qua nền vậy. Ờ. Dính đuôi. Bò hả trắng này. Bò. Bò nhỏ. Bò chưa? Buông dây nha. Rồi buông dây đi. Rồi. Rồi cá. Rồi từ từ. Bò con. Nhỏ. Mấy cái bò giống bò của ổng bắt qua đi. Này cũng 24 không? 25 không? 25 á. Từ từ để cho tấm hình nè. Đây gỡ nhau trước chảnh đi anh ấy. Chụp được chụp tấm hình cái. Nhanh nhanh nhanh. Ơi, chút đem qua chở tay nha. Tao tao chạy mày đi. Vậy cốt lai bắt hồ bắt bò nha mọi người. Vậy tím bắt sóc đuôi. Đấy, dính đuôi à? Dính đuôi. Thấy rồi mấy con hả vậy? Con này với nãy hai con cái gì?
Đó, để xe đâu nhỉ? Hả? Dắt dắt xe. Ok ok. Không, lúc nó chạy nó miết quá chịu không nổi. Nó lâu cái hồ luôn.